Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Phạm Thị Thái. Hiện tại thì mình đang có mặt tại phòng khám của thẩm mỹ quốc tế Bali 463 Kim Mã. Hôm nay mình đang kiểm tra lại một chị khách hàng đã làm thợ mắt được khoảng 1 tháng rồi. Chị Phượng thì đến với mình cái đây 1 tháng trong cái tình trạng da mặt chảy xệ nó khá là nhiều, bị lão hóa, xuất hiện các cái đốm tàn nhang cũng như là sắc tố ở trên bề mặt da nữa. Mình đã chỉ định cho chị làm một điều chỉnh thơ ma 6.0. Đây các bạn có thể xem cái hình ảnh trước của chị Phượng. Các bạn có thể thấy là hai bên má của chị bị chảy xệ nó khá là rõ, cái rãnh mũi má rất là sâu, hai bên má đặc biệt là bên má phải là có rất nhiều các cái đốm tàn nhang cũng như là sắc tố nám. Hôm nay thì da chị Phượng rất là đẹp rồi. Hôm nay là chị Phượng được 1 tháng rồi. Sau khi làm hôm đấy là sau khi làm xong thì chị Phượng đã thấy thay đổi nó khá là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà sau 1 tháng này chắc chị sẽ thấy thay đổi nó còn nhiều hơn nữa. Chị Phượng hơi quay ra đây vừa trả lời để cho khán giả thấy làn da của chị với ạ. Thật sự ra thì tôi cũng rất là vui mừng. Sau quá trình điều trị về thì tôi cũng cảm thấy có sự thay đổi rất rõ rệt trên khuôn mặt của mình. Làn da tôi bắt đầu đỡ nhà tàn nhang và vết nám nhiều hơn. Và những cái lớp nhang của tôi cũng đã mờ dần. Các bạn tôi cũng đùa rằng hình như dạo này tôi trẻ ngược. Tôi cũng rất là vui khi được coi như là Bali tạo điều kiện để điều trị cho tôi. Không phải của chị đâu, em thấy rất nhiều khách hàng khác thì đều có cái giống như chị làm mới làm xong cũng chỉ được một phần thôi, và xong khoảng 1 tháng nữa thì nó đạt hiệu quả tối đa, nó rất là đẹp. Các chị về cũng hỏi là gia đình cũng hỏi là tại sao giờ này trông chị trẻ lên, cũng không biết chị làm gì. Vâng, thì thật sự ra thì chồng tôi cũng thỉnh thoảng đã nhìn chúng tôi và cười mồm mỉm. Thì tôi cũng không biết lý do là tại sao, nhưng chắc có lẽ là do sự thay đổi của khuôn mặt của mình. Chị ơi, về nhà thì có chăm sóc có thấy khó khăn gì không chị? Thật sự ra thì về nhà tôi vẫn bình thường. Ngoài khi tôi ra ngoài đường trang điểm ra thì về nhà tôi cũng tẩy trang thôi. Nhưng tôi không phải làm gì đến khuôn mặt của mình cả. Nó không về, nó không bị sưng nào gì mà. Vâng. Là bình thường. Bác Thái có thể tư vấn thêm cho các khán giả được biết là với cái công nghệ mà thơm mát premium mới này thì là cái khả năng lưu giữ được cái kết quả này sẽ là bao lâu, và chị Phượng sẽ phải làm gì để mà giữ được cái kết quả này ạ bác? Với cái phương pháp này thì khách hàng chỉ việc chăm sóc dùng các cái sản phẩm cấp ẩm và dưỡng da ở nhà thôi, là nó có thể duy trì cái hiệu quả thơm ma được khoảng 3 đến 5 năm. Khi ra đường đặc biệt là mùa hè này thì chị nên dùng cái kem chống nắng nữa để tránh cái sự lão hóa của tia cực tím. Vâng, thì theo sự giới thiệu của các bác sĩ và cũng như là sự tham vấn thì dạo này tôi cũng đã chịu khó để bôi kem chống nắng ra đường, và tôi công nhận là cũng làn da tôi cũng sự thay đổi rất là rõ rệt và là căng mịn hơn đấy ạ. Như chị Phượng chia sẻ khi mà mới đến là chị Phượng nói là ngày xưa chị Phượng gần như không dùng kem chống nắng bao giờ đúng không chị? Không bao giờ chị chăm sóc da luôn, bận rộn quá vì chị Phượng là hai con lớn đều đang đi học và công việc văn phòng thì cũng rất là bận rộn ấy. Chị không chăm sóc da, thậm chí ra ngoài không bao giờ đánh phấn, không che chắn da gì cả. Thế nên là cái làn da của chị lúc đó là bị lão hóa rồi. Bác Thái có thể cho mọi người xem một lần nữa hình ảnh trước đây của chị Phượng được không ạ? Bạn có thể xem hình ảnh trước của chị Phượng. Các bạn có thể chị yên tâm là cái hiệu quả của công nghệ này nó sẽ còn tiếp tục tăng sinh collagen nữa. Và trong vòng 6 tháng tới chị cũng có thể thấy sự thay đổi thêm. Vâng. Trông chị Phượng vừa trẻ da vừa tươi tắn ra chị ạ. Vâng, rất mong là tôi cũng có sự trẻ hóa, và tôi cũng thường chia các bạn tôi rằng tôi đang trẻ hóa ngược để chuẩn bị thi vào học quý bà. Vâng, cảm ơn chị Phượng và cảm ơn bác sĩ Thái ạ.